Vân ơi, khi mà nghĩ tới những chiếc Lexus thì em sẽ nghĩ tới những cái điều gì đầu tiên? Khi mà nhìn vào những chiếc Lexus thì điều làm em ấn tượng đấy chính là cái sự tinh tế và thanh lịch trong thiết kế của Lexus. Đấy, một chiếc xe trông rất là nhẹ nhàng thanh lịch nhưng vẫn rất sang, đấy, vẫn rất thương gia. Có nghĩa là khi nghĩ tới Lexus là mình sẽ không nghĩ đến những cái gì nó mạnh mẽ quá đúng không? Vâng. Nó thiên kiểu về sang trọng, nhẹ nhàng, tinh tế à? Vâng. Đúng không? Vâng, theo như em, những cái dòng Lexus mà em đã từng trải nghiệm thì thường ít yếu tố thể thao anh ạ. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu với Vân và quý anh chị khán giả một chiếc xe đến từ thương hiệu Lexus nhưng lại mang phong cách rất là thể thao. Và đây cũng là một chiếc xe mà anh rất là thích. Đầu tiên cho anh hỏi là Vân có biết chiếc xe này là tên là gì không? Em biết nó là Lexus, nhưng mà Lexus có rất nhiều phiên bản. Thì anh Long có thể bật mí cho em cũng như là khán giả biết là hôm nay anh định giới thiệu mẫu xe thể thao gì không? Vâng, xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Đây chính là chiếc Lexus GS350. Một trong những chiếc xe mà vừa mang cái đặc tính rất là thể thao nhưng vẫn giữ được cái giá trị cốt lõi của những chiếc xe đến từ thương hiệu Lexus. Đó chính là sự bền bỉ nhưng mà rất là êm ái. Đây là một điều rất khó đúng không ạ? Đúng rồi, thật sự vậy là rất khó khi mà kết hợp cả cái yếu tố thể thao lẫn yếu tố sang trọng êm ái trên cùng một chiếc sedan mọi người ạ. Vậy thì đầu tiên thì Vân có thể dành câu hỏi gì cho anh không? Hôm nay chiếc xe này thì để anh sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của Hồng Vân cũng như là quý anh chị khán giả vì đây là chiếc xe anh rất là thích. Em nghe nói là chiếc xe này thì giá thành khi mua mới rất là cao đúng không anh? Giá của chiếc xe này thì đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2014 và đăng ký năm 2015. Vâng. Thời điểm đó em có thể nhẩm đoán xem là chiếc xe này nó tầm bao nhiêu? Cho em đoán một chiếc sedan, đây là chiếc sedan hạng sang cỡ trung đúng không? Vâng. Nó cùng phân khúc với những chiếc xe nào nhỉ? Hạng sang cỡ trung thì chắc nó cùng phân khúc với E300 anh nhỉ? Chính xác, Mercedes E này, rồi BMW thì là series mấy? Series 5. C5 chính xác. Vậy thì em có thể đoán xem là chiếc xe này thời điểm năm 2014 giá nó khoảng bao nhiêu? Nếu như mà cùng phân khúc như thế thì khoảng hơn 3 tỷ không anh? Hơn 3 tỷ, cũng gần chính xác. Nhưng mà chiếc xe này thời điểm đó có giá là 3 tỷ 595 triệu. Vâng. Và đăng ký vào nó xấp xỉ khoảng 4 tỷ đồng. Vâng. Thì em có thấy giật mình khi một chiếc sedan hạng sang cỡ trung đó cao như thế là giá thành cao anh ạ. Có thấy cao không? Có cao. Em có thấy những chiếc xe này, những chiếc GS này ở nói riêng ở đường phố Việt Nam thì em thấy nó nhiều không? Không nhiều. Đó, đây thì cũng là một cái. Một chiếc GS như thế này thì lăn bánh ngoài đường rất ít đúng không? Vâng. Bởi vì cái tiêu chí mình vừa nói ban đầu đấy, đó chính là giá thành của nó khi mua mới ấy, thì nó khá là cao. Thì nó đã chạm đến cái phân khúc gọi là cao cấp nhất của dòng sedan rồi. Cao hơn chiếc này thì có chiếc LS đúng không? Vâng. Và tiệm cận giá thì gần như những chiếc S400 các thứ thời điểm đấy rồi. Vâng. Nên là để mà cái giá khi mua mới thì rất là khó tiếp cận. Vâng. Chính vì vậy thì đây cũng là một cái điểm mà GS350 thì như quý anh chị và các bạn thấy rất ít ở trên đường phố Việt Nam. Em nghĩ là một chiếc xe thể thao thì một cái điều làm nên cái sự thể thao và tốc độ của nó chắc chắn phải là động cơ. Anh Long có thể chia sẻ cho em cũng như mọi người hiểu về cái sự đặc biệt trong động cơ của chiếc GS này không? Đối với chiếc GS350 này thì nó sử dụng động cơ là 3.5 V6. Vâng. Và em biết là công suất của nó lên đến bao nhiêu không? Hơn 300 mã. Wow. Hơn 300 mã. Thật sự ấn tượng. Nó... Bình thường mà máy V6 3.5 tự nhiên đúng không? Khí tự nhiên nó chỉ tầm hơn 270 mã anh đúng ạ. Đúng rồi, chính xác. Căn bản đây là một cái bản mà tất cả những dòng sedan gần như ở mỗi hãng xe thì em đều thấy đấy. Mỗi một cái có những cái phân khúc thì họ sẽ hướng đến người lái. Vâng. Ví dụ như Lexus thì có chiếc này. Còn Mercedes thì có những chiếc E-Class đúng không? Vâng. Hoặc là chiếc BMW thì có C5. Thường cái công suất của nó hơn 310 mã thì gần như là em đều nghe thấy ở những cái chiếc mà sử dụng động cơ turbo tăng áp. Vâng, đúng rồi. Đúng không? Còn hút khí tự nhiên mà hơn 300 mã thì hiếm anh. Rất là hiếm đúng không? Vâng. Kể cả như 570 là V8 5.7 mà mới có bao nhiêu? 360 mấy. Vâng. Đúng nào. Và có một cái điểm nữa trên chiếc sedan này. Không phải là tự nhiên nó đắt đâu nhá Vân nhá. Vâng. Nó được sử dụng hộp số 8 cấp. Wow. Đó. Trên dòng sedan thì anh nhớ không nhầm thì có mỗi dòng LS460 là dòng sedan cao cấp nhất của Lexus cũng được sử dụng hộp số 8 cấp thôi. Vâng. Và chiếc này cũng được sử dụng 8 cấp. Chính xác. Nên là không phải tự nhiên nó đắt.
Thế thì em nghĩ là cảm giác lái của chiếc xe này phải rất là tuyệt vời. Một lát nữa anh sẽ cho em thử cái cảm giác lái, cho em lái luôn. Có thể là em sẽ đổi luôn cái chiếc, em đang đi chiếc gì nhỉ? Em đang đi ES350. Đó, thế thì cũng là máy 3.5 đấy. Nhưng đi GS nó khác. Nhưng hoàn toàn em nghĩ đó, là hai chiếc này sẽ cho cảm giác lái khác nhau. Chính xác. Vâng. Anh em mình cùng xem một chút phần thiết kế cũng như là cho quý anh chị và các bạn xem cái thiết kế ngoại thất trước đi. Vâng. Xem một chiếc sedan của Lexus. Thì thường thì chắc là quý anh chị và các bạn sẽ rất là ít thấy hoặc là nghe thấy cái đặc tính thể thao trên một chiếc xe Lexus đúng không? Vâng, đúng rồi. Cảm giác thì nó chỉ nhẹ nhàng êm ái, nhưng đây là một chiếc xe mà Lexus họ hướng tới cho những khách hàng mà thích những cái cảm giác lái thể thao nhưng lại thích bền bỉ và êm ái. Vâng. Đấy, thiết kế ngoại thất em thấy không, nó thể thao không? Có thể thao cả tính cái đó. Cái bộ la răng này được sơn cái màu xám như thế này trông rất là đẹp, rất là hợp với xe. Đặc biệt nhá, đối với chiếc xe này nhá, có một cái nữa mà tại sao mà ở trên đường phố Việt Nam rất là ít, nhưng vâng, mà đó là những chiếc xe mới. À, xe mới bán rất khó. Vâng. Nhưng mà xe lướt thì bán cực nhanh. Vâng. Đó, em cứ xem và xem, những chiếc xe lướt này bán cực nhanh. Với một giá thành hợp lý hơn mà đúng họ rồi, có thể trải nghiệm một chiếc xe hay thì họ sẵn sàng bỏ ra. Mới thì phải thực sự là những khách hàng đó thích cảm giác lái thể thao này, yêu Lexus này, đúng không? Thích cái sự bền bỉ êm ái và đặc biệt là phải có tài chính. Đúng rồi. Đúng không? Vì một chiếc xe sedan hạng sang cỡ trung này mà gần 4 tỷ. Gần 4 tỷ. Đúng. Đây thiết kế. Thiết kế đằng sau em nhìn thấy. Đúng không? Vâng. Nhìn có một cái gì đó nó cứng cáp hơn những chiếc xe Lexus bình thường. Đúng rồi. Nó không kiểu nhẹ nhàng, không kiểu cốp mềm mại đúng không? Chắc là cốp điện luôn rồi đúng không anh? Cốp thì chắc chắn cốp điện rồi. Đây để anh mở cho. Đó. 4 tỷ thì không có lý nào mà không có cốp điện được em ạ. Còn Lexus ví dụ như ES250 thì không có đúng không? Vâng. Xe của em có không nhỉ? 350 nhưng có. 350 có anh ạ. Cốp rộng hết anh ạ. Cốp của những chiếc xe này khá là rộng rồi. Thật ra những cái chiếc xe này một lát nữa anh em mình sẽ lái thử. Vâng. Thì em mới thấy hết giá trị của nó. Còn bây giờ thì sẽ vào phần nội thất nhé. Xem là nó trang bị gì mà tại sao nó không phải tự nhiên mà 4 tỷ đâu, đúng không? Vâng. Đầu tiên vào một chiếc xe có giá trị lăn bánh tới 4 tỷ thì cảm nhận của em nào? Em nhìn cảm... bình thường không hay là như nào? Nói là bình thường thì nó không đúng. Mà là tại vì Lexus trước giờ thiết kế nội thất vẫn luôn rất là giản dị anh ạ. Nhưng mà từng cái chất liệu họ sử dụng thì vẫn rất là sang. Đấy, ở đây em thấy là rất nhiều cái mảng ốp gỗ này. Cảm giác tạo cảm giác nó thân thiện, ấm áp và dễ chịu cho người dùng. Đối với da của chiếc xe này cũng là cái da cao cấp mà được dùng trên những chiếc LS460 này hoặc là RX350, 570. Vâng. Đó, semi alloy đúng không? Vâng, rất là êm ái. Ghế này cũng được trang bị ghế chỉnh điện rồi, nhiều ghế 3 vị trí. Cả ghế bên phụ nữa anh nhỉ? Nó đều có hết. Vâng. Thật ra cái chiếc GS350 này em ạ, nếu mà về cái trang bị của nó thì gần như nó cũng là những trang bị những cái công nghệ cao nhất rồi. Em nghĩ không khác gì với chiếc LS460 thu nhỏ đâu, khác chính mỗi cái là mình được cầm lái, được tận hưởng cái cảm giác lái thôi đúng không anh? Thì cái đấy nó liên quan đến cái hệ thống treo của chiếc xe này. Một lát nữa em sẽ lái thì em cảm thấy là khi mà em đi qua những cái ổ gà các thứ, vâng, nó vẫn cực kỳ ổn định mà rất là chắc. Và đặc biệt cái này này. Cái này lấy xem có không? Xem không có. Đó. Cái này là lẫy chuyển số bán tự động anh nhỉ? Chính xác. Em được biết là thế. Trên những chiếc Lexus thì em sẽ rất ít thấy những chiếc xe như thế. Chỉ có đó, những chiếc xe nào mà mang tính thể thao thì họ sẽ được trang bị thêm cái phần lẫy chuyển số này. Thì người ta đã bảo GS350 là dành cho những khách hàng thích cảm giác lái thể thao của xe Đức. Vâng. Đó. Nhưng vẫn phải đạt cái yếu tố bền bỉ, êm ái. Vâng. Ghép sang đây. Đấy. Nhặt hết những cái tinh hoa của xe hơi lắp hết lên chiếc xe này rồi. Đúng rồi, những cái gì mà đấy, xe Nhật không có, nhưng một chiếc xe Nhật thông thường không có, nói chung như thế đúng không? Vâng. Cảm giác lái nó bình thường, nó cứ nhẹ nhàng đấy. Vâng. Thì lấy của ông xe Đức sang đây, đấy, đặt vào đây và thêm những cái ưu điểm là bền bỉ vốn có, đúng vâng, không nào, êm ái. Nhưng em thấy cái sự êm ái mà của những chiếc xe Lexus thì khi nghĩ tới Lexus đúng không? Thì là người ta nghĩ đến sự êm ái này, bền bỉ này. Rồi thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, thanh lịch, sang trọng. S350 không có McLaren đúng không? Có. Đó, GS là có này. Chiếc này được trang bị tới 17 loa. Vâng.
Vâng, ôi, nghe âm thanh thích lắm nhỉ. Nhưng mà em thấy cái cần số nhìn nó rất là cổ điển không? Công nhận. Nó vẫn mở cái gì đó rất là Nhật đúng không? Vâng, nhưng mà rất dễ sử dụng nhé. Ở đây thì mình có tận 4 chế độ lái nhỉ. Eco này, Normal này, Sport và Sport cộng. Đó, rất nhiều chế độ. Những đây còn có cái chế độ Snow này. Đi đường tuyết. Đi đường tuyết này để cho chúng ta có rất nhiều cái trải nghiệm trên những cung đường khác nhau. Thật ra những dòng xe mà thể thao thì đó, nó sẽ thiên về những cái chế độ vận hành này. Vâng. Ở đây thì có tận cả Sport cộng. Khi mà em cài Sport cộng em đi thì đúng là tốc độ tăng tốc. Cảm xúc khi lái thì nhanh. Nhưng mà ở đường phố mình thì chắc là em chỉ đi đến Sport thôi. Sport cộng thì phải ra đường thoáng thì mới dễ đi. Thật ra những cái chiếc xe mà sedan hạng sang cỡ trung, ví dụ như Mercedes E đúng không? BMW C5. Vâng. Hoặc là chiếc này. Thì đối với những cái chiếc xe mà thể thao này thì em có thể đi đường dài được không? Vâng. Đó. Thật ra ví dụ đi những chiếc xe kia thì có thể là nó sẽ cái độ cứng nó sẽ cứng hơn, đúng không nào? Mình phải nó so sánh một cách công bằng. Nhưng cảm giác lái của xe Đức thì thực sự là một cái mà chúng ta phải công nhận là nó quá hay. Nó rất là nhiều cảm xúc, đi nó liền lạc đúng không? Vâng. Nhưng mà đấy, khi mà Lexus họ sản xuất ra chiếc GS350 này thì tí em lái thì em sẽ cảm nhận được điều đó. Đây là tại sao mà rất rất nhiều khách hàng mê chiếc GS350 này. Nhưng vì một tiêu chí là nó... Thực ra trong đấy cũng có em nữa anh ạ. Đó. Đúng ra là em cũng rất thích một chiếc GS350 nhưng mà chưa có cơ hội để đổi thôi. Mua mới thì đúng là thực sự cũng phải cân nhắc. Vâng. Đây là số lượng nó bán ra không nhiều. Vâng ạ. Nhà đến... mình đang có tận 2 xe đúng không? Hai lựa chọn cho nhà mình có một chiếc trắng nữa, nhưng mà hôm nay anh Bảo Vân là quay, anh em mình sẽ quay chiếc xám. Bởi vì một chiếc xe thể thao thì anh thích những cái màu nó mang cái tính mạnh mẽ một chút đó. Đối với một chiếc xe thể thao thì như Vân thấy, thường cái không gian nội thất sẽ phải hạn chế hơn. Thì cái thiết kế ngoài thì họ sẽ phải thiết kế nó mạnh mẽ và nó khí động học hơn, đúng nào? Nhưng ngồi trên chiếc GS350 này thì em đánh giá như thế nào? Em thấy là hàng ghế thứ hai ở phía sau cho hành khách thì vẫn rất là rộng nhá, rất là thoải mái nhá. Và ở đây thì em thấy cái phần bệ thủy tay này vẫn rất là thương gia, đầy đủ tính năng, không khác gì LS460 cả anh ạ. Đấy. Em thấy đấy là cái giá trị của những chiếc xe Lexus đấy. Vâng. Đúng không? Mặc dù cho cảm giác lái thể thao rồi nhưng mà vẫn giữ được độ êm ái, đúng không? Vâng. Cách âm tốt. Vâng. Và đặc biệt là khoang hành khách vẫn rất là rộng rãi, anh em mình ngồi thoải mái. Vâng. Đúng không? Thì đây là một chiếc xe, đây là một, anh nghĩ là một cái sản phẩm mà Lexus họ tạo ra đúng là gần như là hoàn hảo. Vì nếu mà đi một chiếc xe Lexus mà để cảm giác lái thể thao thì chỉ có GS350 thôi. Cái thời điểm mà chiếc này khi mà em thấy ngoài đường nhiều nhất ấy, thì em biết là năm nào không? Chắc là khoảng tầm 2014-2015. Đó là năm 2008, à, 2009 thì em sẽ hay thấy những chiếc GS350 hơn. Đó. Còn khi đến 2014-2015 thì ít lắm. Nên là ví dụ như đối với những chiếc xe này thì nếu mà ai không quan tâm đến nó thì sẽ không biết đến, hoặc là cái trải nghiệm về nó không nhiều, cũng như là thông tin. Được. Em bảo năm 2014 mà đăng ký vào 4 tỷ, đúng không? Thì ví dụ như em mua xe gì? 4 tỷ thì em mua mẹ. Đấy, đúng không nào? Nó tiệm cận nhiều cái phân khúc cao hơn. Vâng, đúng. Thành ra là chiếc xe này bán mới rất là ít, nhưng bán luôn thì thật ra không phải bàn nhiều, vì những cái người mà đã hướng tới dòng này ấy, họ tìm hiểu kỹ lắm. Vâng. Em ạ, tìm hiểu rất kỹ. Nên là không phải tự nhiên mà chiếc xe này nó có giá đắt hơn cả một chiếc RX350. Đúng không? Nó tiệm cận gần như những chiếc Mercedes phân khúc cao hơn nó, đúng không? Vâng. Sedan cỡ lớn nhất. Còn LS460 cái thời điểm đó anh nhớ không nhầm thì nó rơi vào khoảng hơn 6 tỷ đăng ký thôi. Vâng. Còn sau một đêm năm 2016 tháng 7 thì nó tăng, em biết tăng bao nhiêu? Hơn 2 tỷ. Tức là cả đăng ký vào hơn 8 tỷ chiếc LS460. Vâng. Nên là tại sao những chiếc xe Lexus ở cái những cái phân khúc này ấy, em thấy nó có nhiều không? Không nhiều. Vâng. Vì giá thành của nó không tiếp cận được với đa số. Thành ra là phải là những ai tiềm lực tài chính rất là mạnh. Nên là đi xe này thì em thấy tại sao nó có giá trị hình ảnh đấy. Đúng không? Đi xe giá này trị thì thương hiệu, giá trị kể cả bây giờ em đi bây giờ
chắc chắn em là một người gọi là bước xuống thì người ta sẽ nhìn em là khác hoàn toàn luôn. Kinh tế rất là vững. Là nói chung tầm tiền hơn 1 tỷ bây giờ để mà sở hữu chiếc xe này, để trải nghiệm, để cảm nhận và để tiếp tục sử dụng những cái giá trị vốn có của nó thì em thấy là xứng đáng. Xứng đáng đấy ạ. Được quá nhiều thứ đúng không? Vâng. Và tại sao mà em thấy đối với những dòng xe Lexus nhá thì giá Việt Nam nó luôn cao? Đúng, công nhận là Lexus thì gần như là ở Việt Nam luôn cao. Em có biết lý do không? Anh thử lý giải cho em xem. Tại vì em thấy đối với Lexus ấy, kể cả từ đầu những năm 2009 đến tận bây giờ, đúng không? Thì em thấy những cái động cơ của họ đều dùng động cơ chấm to, đúng không? Máy lớn. Vâng. 3.5, đúng không? 5.7. Đó. Thì khi mà về Việt Nam, đúng không? Do chính sách thuế quan, đúng không? Thì nó sẽ bị đánh cao hơn. Em thấy những chiếc xe Đức thì từ năm, anh nhớ không nhầm thì ví dụ như từ 2013-14 bắt đầu là họ đã chuyển sang dùng động cơ gần như là toàn động cơ turbo tăng áp rồi. Vâng. Không có động cơ hút khí tự nhiên nữa. Nó giảm cái khí thải ra môi trường. Thì đến tận bây giờ thì Lexus em thấy đấy, khi mà cạnh tranh rất lớn về về thị phần, đúng không? Vâng. Thì bắt đầu họ đã chuyển đổi sang cái động cơ turbo. Vâng. Nhưng cái động cơ turbo của Lexus nhá khác hoàn toàn động cơ turbo của những chiếc xe đến từ những hãng khác. Thì cái video đó anh em mình sẽ chia sẻ vào video tới đây. Vâng. Và giới thiệu đến quý anh chị và các bạn là động cơ turbo của Lexus khác gì so với động cơ turbo của những dòng xe đến từ châu Âu như là Mercedes, BMW hay Audi. Cái đấy cực hay luôn. Vâng. Thì anh chị và các bạn, nếu như chúng ta cùng chia sẻ về thông tin đó thì mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ đón xem một video sau. Hồng Vân và Trần Long sẽ cùng chia sẻ với quý anh chị. Ok, bây giờ thì Vân em sẽ lái thử trải nghiệm xem là chiếc GS này. Nhưng mà chiếc này thôi, lái xong thì đừng có bảo là em chốt đổi con S350 nhé. Đi thích lắm anh ạ. Lái rất là lướt nhá. Đây em đi qua ổ gà luôn đi. Đó, chỗ này đường cực sâu đúng không? Vâng. Ui, rất êm anh nhá, gần như rất là êm đúng không? Vâng, rất là êm, rất là ấy, chứng tỏ là cái độ phản hồi của hệ thống treo rất là tốt. Hệ thống treo của chiếc này là cái mà anh thấy là giá trị nhất. Vâng. Tại vì một chiếc xe thể thao em thấy đấy, ví dụ như Porsche thì thật ra có những người mà nói chung là kể cả bảo đi Lexus đi. Vâng. Thì người ta bảo đi Porsche nó cứng, đúng hoặc rồi. Là đi Mercedes em bảo là, thì những người đi Lexus thì người ta lại bảo cứng. Vâng. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tại vì đi Porsche thì nó là dòng xe thể thao, thì bắt buộc những cái đấy là những cái mà Porsche họ thiết kế nó phải cứng, đúng không? Đúng rồi. Thể thao nó phải cứng rắn, nó mạnh mẽ, đúng không? Tốc độ tăng tốc rất là hay anh nhá. Em đang để chế độ sport. Em ơi, hơn 310 mã mà, chính xác là 317 mã. Tăng tốc rất là nhanh. Trước giờ em vẫn ấn tượng những chiếc Lexus thì tăng tốc rất là từ từ nhẹ nhàng anh ạ. Nhưng mà em thấy nó có bị giật cục không? Hay là rất là mượt? Rất là mượt luôn. Đó là hộp số 8 cấp. Vâng. Công nhận. Em nếu mà em nghe những chiếc Lexus kể cả những cái đời này 2014-15 mà sử dụng hộp số 8 cấp thì chỉ có chiếc 570 với chiếc LS460 thôi. Vâng. Đúng không? Một chiếc là chùm cuối trong dòng sedan, một chiếc là chùm cuối trong dòng SUV full size. Vào cua nào. Chắc không? Quá chắc luôn. Đây là em còn đang lái bình thường đấy. Mê, u mê rồi anh ơi. Cái xe này thì em thấy là nói chung là kích cỡ thì không quá là to hơn cái S350 của em là mấy. Đi trên phố nó rất là gọn gàng. Nó không bị to như LS460 chắc là chúng ta phải có lái xe. Thì như anh nói lúc đầu đấy. Vâng. Mỗi phân khúc xe của từng hãng họ đều sản xuất ra một chiếc mà hướng tới người lái. Vâng. Đúng không? Nên là các hãng xe họ cũng rất là chiều khách hàng mà nghiên cứu rồi. Điều hòa rét quá. Công nhận đấy, lên Lexus bao giờ cũng thế. Lên Lexus bước vào xe cái mở điều hòa cái mát lạnh luôn anh ạ. Nói chung là đi xe Nhật thì em cứ để kể cả mùa hè đang ngoài đang khoảng tầm 37 độ đúng không? Vâng. Em để cho anh 25 độ là vừa đủ. Vâng. Đúng nào? 25 độ là đủ mát rồi. Thì thường em mà đi mẹ em để tầm 20 độ nhưng phải mấy phút sau nó mới mát hết được. Ừ.
mà riêng Lexus thì lên mở phát là mắt lạnh luôn. Nhưng em thấy không, lái một chiếc xe thể thao nhưng mà em đạp ga lên có bị trễ không? Không hề trễ. Rất đúng êm, hút khí tự nhiên thì đâu có bị trễ đâu, đúng không? Đấy là ưu điểm. Còn turbo thì mặc định nó sẽ bị trễ rồi. Trễ hơn một tí. Kể cả là những dòng siêu xe đúng không? Vâng. Thích quá nhỉ? Vâng. Chiếc này là bây giờ là còn hơn 1 tỷ đúng không anh? Chiếc này nhà mình đang bán là hơn 1 tỷ 2. Cái chiếc GS 350 này nhá, càng về những năm 2016, 2017 thì em sẽ thấy lại gần như là có một vài chiếc ở thị trường Việt Nam thôi. Vâng. Em biết tại sao không? Tại sao ạ? Thì sau cái thời điểm tháng 7 năm 2016 thì thuế tiêu thụ đặc biệt các thứ là sẽ áp lại hết, tăng đúng không nào? Và những dòng có những dung tích xi lanh ví dụ như 3.3.5 thì sẽ chịu cái mức thuế rất là cao. Em biết trước này cái thời điểm năm tháng 7 năm 2016 là sau một đêm từ 3 tỷ 6 nó lên khoảng gần 800 triệu. Tức là gần 4 tỷ 4 chưa đăng ký. Thế thì đăng ký vào gần 5 tỷ ấy. Đăng ký vào gần 5 tỷ. Chiếc này nhá, nó còn đắt hơn một chiếc xe bán cực chạy của Lexus. Em biết chiếc xe nào không? Dòng 5 chỗ gầm cao. 5 chỗ gầm cao. RX à anh? Hay chính xác. Vâng. RX 350. RX 350. Đúng không? Là dòng xe gọi là như là thần tài của Lexus rồi. Vâng. Chiếc này nó đắt hơn cả chiếc RX 350. Kể cả là thời điểm năm 2014. 2014 em biết chiếc RX 350 bao tiền không? Bao tiền anh? 2 tỷ 8. Thì chiếc này nó, em cứ nghĩ lúc nãy cái mức giá gần 4 tỷ nó đã là rất cao rồi. Sau khi tăng thuế mà nó gần 5 tỷ thì thực sự là để mà mua xe mới thì phải cân nhắc rất là nhiều. Nhưng đó, mà nếu mà để bỏ ra một số tiền hợp lý mà mua một chiếc xe đã qua sử dụng để trải nghiệm ấy, thì vừa đảm bảo được cái vấn đề kinh tế này, hiệu quả này, vừa được trải nghiệm. Thế mà Lexus thì kể cả là 10 năm hay là bao nhiêu năm thì em nghĩ là cái giá trị và cái độ bền của nó cũng không thay đổi nhiều, vì đây là một chiếc xe có giá trị thời gian. Đến đúng bây rồi. Giờ mà chiếc xe này vẫn đang còn rất là đẹp, rất là mới. Em nhìn từ cái phím này nữa, vâng, nhìn nó gần như không có dấu hiệu bị cũ đi tí nào. Đúng rồi. Những cái dòng xe khác mà vô lăng sử dụng từng đấy năm nhá, thường phím này nó sẽ bị xước, bị mờ, mòn đấy, hoặc nó gãy. Đúng rồi. Đúng nào. Thật ra cái này thì thứ nhất là qua thời gian cũng như là cái đấy là thị trường đã khẳng định rồi. Vâng. Nói chung cái gì thì bất cứ một cái sản phẩm nào thì cái yếu tố thời gian và người dùng người ta sẽ tự đánh giá. Vâng. Chứ mình nói như nó thế nào thì nó, họ đã có thị trường rồi, đúng không? Đúng rồi. Thực ra những khách hàng mà tìm đến dòng xe này thì họ cũng trải nghiệm nhiều dòng xe rồi, cũng rất hiểu biết về xe rồi đấy. Thật ra bán những chiếc xe này nhá, mặc dù là bán xe lướt rất là dễ. Dạ. Nhưng mà để bán được những chiếc xe này cho khách hàng thì phải là một tư vấn am hiểu về sản phẩm, đặc biệt là có trải nghiệm về những dòng xe này cơ. Tất nhiên bán hàng thì phải nắm rõ được sản phẩm rồi, nhưng đối với chiếc xe này thì cũng phải hiểu được cái đặc tính của nó. Đó thì dễ, rất dễ. Cái đấy thì anh nghĩ là cũng là một cái điểm chung của tất cả những cái sản phẩm nhà mình thôi, đúng không? Bán ha thì mình sẽ hiểu từng sản phẩm này, hiểu từng khách hàng phù hợp với sản phẩm đó. Chẳng qua cái này dễ hơn, em biết rồi vì sao? Số lượng nó ít. Vâng, nó hiếm trên thị trường. Người thích thì rất là nhiều, đúng nào? Chẳng qua là giá mới thì nó cao. Bây giờ mua lướt như thế này thì giá lại rất hợp lý. Thật ra em bảo bây giờ hơn 1 tỷ 2, rất là nhiều sự lựa chọn, đúng không? Đúng rồi. Em có thể chọn một chiếc Camry mới, vâng, đúng nào? Hoặc hơn 1 tỷ 2 thì em đã mua được một chiếc Mac E300 đời 2017, thậm chí 2018 thì chắc là hơn. Nhưng mà nếu mà so với những chiếc Mac E300 thì anh nghĩ chiếc này ăn đứt đấy. Vâng. Anh nghĩ là chiếc này sẽ có nhiều điểm cộng hơn. Ngồi Lexus công nhận là nó yên tĩnh thật sự anh ạ. Không thấy bị ồn nữa. Cái đấy là cái mà gần như cũng là cái combo đặc sản của Lexus rồi. Vâng.
hệ thống treo cực kỳ êm ái này, cách âm cực tốt, đúng không? Vâng. Gần như là gia truyền của Lexus. Bảo sao mà các bác mê Lexus thế? Đúng rồi, thì em thấy có nhiều khách hàng nhà mình comment đấy. Vâng. Thì ví dụ như là hôm trước mình quay cái chiếc ES đấy. Vâng. Thì nhiều người chỉ ước là bê cái nội thất của chiếc Mac E sang cái chiếc ES là đủ. Thì đây nó chiếc này là tổng hòa của rất là nhiều yếu tố đấy. Và nếu như bây giờ với tầm tiền hơn 1 tỷ 2 cho chiếc GS350, thời điểm lăn bánh lên tới 4 tỷ đồng, em đánh giá về chiếc xe này như thế nào? Em có cảm nhận gì? Sau khi mà được trải nghiệm lái thực tế này, được nghe anh Long chia sẻ thì em thực sự thấy chiếc GS này có rất nhiều những cái giá trị mà chúng ta nên trải nghiệm. Và tầm tiền 1 tỷ 2 cũng là một tầm tiền rất dễ tiếp cận để sở hữu chiếc xe này. Nếu như mà thời gian tới mà em có đổi xe thì chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn xếp top 1 của em Vân. Quý anh chị nghĩ sao với chiếc Lexus GS350 mà Hà Nội Car đang sở hữu với mức giá hơn 1 tỷ 2, thời điểm lăn bánh nó đắt hơn cả một chiếc RX 350, rất nhiều tiền. Đúng không ạ? Chiếc 350 thời điểm năm 2014 để lăn bánh ra biển có 3 tỷ 2 thôi. Vâng. Còn chiếc này lên tới 4 tỷ, tức là cao hơn gần 1 tỷ. Và nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì hãy liên hệ tới showroom Hà Nội Car để xem xe, lái thử trải nghiệm trực tiếp cũng như là sở hữu chiếc xe này. Cảm ơn quý chị đã theo dõi hết video. Em Vân và anh Trần Long xin gửi lời cảm ơn tới quý khán giả và mong mọi người sẽ để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh của showroom Hà Nội Car. Xin chào và hẹn gặp lại.